Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Thế giới trong trang sách. Thưa quý vị, từng được mệnh danh là gã khổng lồ đang ngủ, Trung Quốc là một trong những nền kinh tế có tiềm năng và phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã chậm lại và song hành với đó là rất nhiều bất ổn. Những bất ổn này đang khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc đang tỏ ra bất an hơn bao giờ hết. Đâu là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế xã hội Trung Quốc? Và tại sao các chuyên gia lại cho rằng Trung Quốc đang tỏ ra hết sức bất an? Và liệu chăng rằng cái sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế xã hội Trung Quốc có thực sự khổng lồ và hùng mạnh như là Trung Quốc đang thể hiện? Tất cả những vấn đề này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong quyển sách Gã khổng lồ mất ngủ. Trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế chính trị xã hội Trung Quốc đang gặp rất nhiều bất an. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang hết sức chú ý tới cái mà họ gọi là ổn định xã hội. Và trên cơ sở này, Trung Quốc đã xử lý theo cách của họ các vấn đề trong nước như là biểu tình của quần chúng, bất ổn nông thôn, xung đột sắc tộc, sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo, truyền thông thời đại Internet và các vấn đề đối ngoại với Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan. Sách Gã khổng lồ mất ngủ là một quyển sách rất hấp dẫn, dễ đọc, dễ hiểu dựa trên những câu chuyện và những phân tích kèm theo những tư liệu quý giá của chính những người trong cuộc đang xen với nhau dành cho những ai muốn có một cái nhìn tổng quan và sâu sắc về chính trị Trung Quốc đương đại. Quyển sách Gã khổng lồ mất ngủ, tác giả Susan Schurz, nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Nhã Nam phát hành năm 2015, mời quý vị tìm đọc.